nghe tiếng cái rét một cái, nghe tiếng rét một cái là coi như là nghe tiếng hét lên, là coi như là nghe tiếng cái âm một cái là chúng tôi chân chạy ra, là chạy ra là coi như nhanh chóng để ngó cái xe bị ép vào giữa đấy là còn một người là còn nhúc nhích. Đây là chúng tôi phải nhanh chóng để gỡ cái, để kêu là gỡ mà nó dính trong là gỡ không được. Cho nên là phải kêu xe cày rồi kéo, rồi kêu xe tải chắn cái xe tải này kiếm xích để mà kéo cái xe ô tô của những ngược chiều từ Gia Lai đi xuống là kéo lùi nó ra sau. Còn coi kiếm xích kéo cái xe đá này để lùi lại thì không kéo nổi, còn nặng đứt xích không kéo được. Để kéo để chủ yếu là gỡ cái xe con ra, cái xe con nó dẹp này rồi. Nhưng mà còn có một người tài xế là vẫn biết là tài xế đang còn sống. Nhưng mà tài xế lúc bây giờ là sau khi đó là tài xế la lên thì chúng tôi không biết cách nào gỗ bẫy rồi xà beng rồi để dân tập trung bà con này gỡ ra.